Vâng, và xin kính chào và quý vị khách quý. Và sau đây thì trước hết thì tôi xin thay mặt cho gia đình chủ hôn họ nhà gái là gia đình ông Trần Bửu Hiệp và bà Tìa Thị Kim Thời xin được kính chúc quý vị khách quý gia đình an khang thịnh vượng và sự như ý và bình an trong cuộc sống ạ. Vâng, và để liên tục chương trình thì tôi sẽ gửi tới toàn thể quý vị khách quý qua một bài hát rất là quen thuộc được mang tên là bài hát Lại Nhớ Người Yêu. Sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đông đầy trong lòng bạc. Buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em ơi em có hiểu có hay, tình anh như núi cao biển rộng, gồm bốn phương trời dày thành ly. Biển trời nào mà không xanh, thì xin em nhớ cho rằng em hiển nhiên chiếm ngự tưởng diện tình với địa phương dây vành. Em ơi ước gì mình là đôi chim, ước gì mình là giao đêm hay là trăng sáng rọi vườn hoa, để anh đưa đón em sớm nhiều trên lối đi về không còn thiếu. Trọn đời mình gần bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo thương nhớ. Còn lo thương nhớ